Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật <laughs> Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến Sáng hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2018 <laughs> Quân đệ chúng ta tiếp tục cùng nhau trao truyền cho nhau nghe về cái bộ kinh Di Ma Cật Hôm nay là kỳ thứ 59. À, xin quý vị bắt đầu chúng ta lắng nghe đây là một cái 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 chương chúng ta bắt đầu vào chương mới đó là chương thứ bảy mà có cái tựa đề là quán chúng sanh tôi nghĩ rằng à, Kinh nghiệm ma cạc mỗi một chương nó có một cái ý nghĩa sâu sắc và bắt đầu nó theo cái trình độ nhận thức mà để đưa tới cho con người có những cái sự nhận định, nhận định rất là sâu sắc. Cái chương thứ bảy này chúng ta cần học rõ ràng, còn tư duy nghiên cứu nó rõ ràng đưa đến những cái điều mà chúng ta giải quyết nhiều cái vấn đề nói cái tựa đề cái tựa đề chương thứ bảy gọi là quán chúng sanh thưa quý vị tại sao gọi là quán chúng sanh cái chữ quán ở đây đó là cái gì phải biết rằng nó là à, đọc thì nó nó cùng nghĩa với với từ quan mà tại sao mình không không đọc là quan mà mình lại đọc là là quán đó là cái vấn đề mà chúng ta xưa nay á, chúng ta hồi một cái thời gian mà Chúng ta cũng nghe cái danh hiệu của Bồ Tát uh, Quang Thế Âm. Rồi có khi thì đọc là Quang, có khi là đọc là Quán. Chữ Quang thì có nghĩa là quan sát. Chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt của chúng ta. Cặp mắt thường chúng ta nhìn. Ví dụ như chúng ta nhìn xung quanh. Chúng ta thấy... Um, thấy xung quanh thấy trước mắt tôi nó có cái chuyện nó có cái bình hoa hay là nó có cái cái bình trà hay là nó có cái bộ ghế vân vân thì cái đó mình gọi là quan mình nhìn thấy rõ ràng trước mắt trước mắt mình thôi mình chỉ nhìn thấy xung quanh hoặc là trước mắt của mình thôi còn chữ 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 quán thì chúng ta phải biết rằng là quán chiếu chữ quán là quán chiếu như vậy thì trở lại khi nào mình nói là quan á thì là mình quan sát mình nhìn sự vật bằng cái cách đưa mắt mà trong mà nhìn nhìn đến đâu thì mình thấy đến đó còn chữ quán đó có nghĩa là quán chiếu chúng ta thấy bằng cái quán chiếu cái thấy này không cần phải trông phải nhìn ở nơi sự vật mà chúng ta thấy bằng cái trí tuệ và chúng ta biết bằng cái trí tuệ cho nên Phật giáo mới đưa cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Quán Thế Âm là cái Bồ Tát biểu trưng biểu trưng cho một cái tiếng lòng màu nhiệm quán âm, quán âm thanh thường xuyên liên tục trong tâm mình và không cho những cái tiếng tội lỗi bùng phát, đó là quán thế âm. Như vậy thì tôi muốn giới thiệu, sẵn đây tôi muốn nói chữ quán, chữ quang này cho đại chúng biết như vậy là quán thế âm là một vị Bồ Tát biểu trưng cho một cái cái công năng cho một cái công hạnh tu tập mà thường xuyên quán chiếu, sôi rội bằng cái cái trí tuệ, không cho nó nó trỗi dậy những cái tâm xấu ác, những cái sự ích kỷ ghen hờn, mà luôn luôn khởi cái cái lòng thương đối với chúng sanh, đối với chính bản thân mình, vì vậy mà gọi là quán thế âm còn bây giờ như vậy là cái danh từ của cái phẩm này chúng ta cái chương này chúng ta đang học đó là quán chúng sanh chúng sanh đây là gì định nghĩa cái danh từ chúng sanh xưa nay đó là giả chúng duyên nhi sanh cố viết chúng sanh gọi chúng sanh có nghĩa là do các cái cái duyên hòa hợp mà thành nên gọi là chúng sanh. Vậy thì mọi sự vật hiện tượng nằm ở trong cái cái đối đại kể cả cái hư không. Mọi sự vật hiện tượng nằm trong sự đối đại kể cả hư không. Bởi vì thí dụ như tại sao mình nói như vậy hư không mà tại sao nằm trong cái cái, cái đối đại? Bởi vì cái hư không cũng do cái duyên của pháp có bên giờ có cái pháp có nên mới biết nó là hư không chứ nếu mà mình mình không có cái cái mình hiểu được cái pháp có mình không thấy được cái pháp có thì làm sao mình biết đó là hư không như vậy thì có hai loại chúng sanh đó là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh cho nên các viện nên nhớ nói tới đây thì tôi là nhớ có hai cái câu mà tôi tâm đắc là nhân loại bản nhất quần khô nhân loại bản nhất quần khô lâu chỉ duyên khô lâu ngoạn khô lâu ngoạn xuất quân thần phụ tử điển chương văn vật cái câu thì mình nghe nó hơi trắc trắc nha nhân loại bản nhất quần khô lâu chỉ duyên khô lâu ngoạn khô lâu ngoạn xuất quân thần phụ tử điển chương văn vật cái câu thứ hai là thế giới nãy chúng sinh sắc tương thái tức sắc tương ngật sắc tương ngật thành chinh tru sát phạt nhân quả luân hồi có nghĩa là nhân loại mình đang đang vốn có đây là cái bãi xương khô chỉ vì xương khô chơi với xương khô <laughs> làm nên phụ tử làm nên quân thần để nhạc khúc điển chương văn vật cái câu mình nghe các vị nghe mà nếu các vị nghe sơ qua đó các vị không hiểu gì đâu không thấm thía gì đâu mà đối với nhà phật tại sao bữa nay mình học cái cái cái, cái chương gọi là quán chúng sanh chữ quán đây là suy tư là tư duy tu là tỉnh lự hay nói cái 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 danh từ gọi là thiền na đó. Chúng ta nói với Đạo Phật chỉ gõ mỏ tụng kinh lại Phật rồi cúng dường. Đó là một cái chuyện tâm thường. Nó không ăn nhầm gì với Đạo Phật hết. Mà nếu như ai mà là Phật tử mà đến với Đạo Phật, chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, nghe kinh học đạo đúng chánh pháp sống theo chánh pháp hành chánh pháp thì nó mới có liên quan nó có liên tới, tới với đạo phật cho nên cái câu này chúng ta phải 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 động não tư duy để là chúng ta mới đi vào cái 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 phẩm quán chúng sanh này một cách sâu sắc được nhân loại vốn là bãi xương khô tại sao nhân loại vốn là bãi xương khô chỉ vì xương khô chơi với xương khô mà làm nên phụ tử làm nên quân thần để rồi nó không biết bao nhiêu cái lời lẽ văn chương khúc nhạc điển tích mình nghe cái này nó nó sao sao á tại sao xương khô nhưng loại vốn là bãi xương khô. Tôi mong rằng những bạn bè quyến thuộc thì ngũ tri thức hãy nên một hồi khi tôi giảng xong tôi đăng cái 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 những cái câu này lên màn hình lên bài giảng rồi các vị lấy nó làm một cái đầu đề để các vị tư duy gọi là thiền định thế gian chính là chúng sanh sắc tướng chính vì sắc tướng ăn sắc tướng mà làm nên giết chóc kinh hoạt nhân quả luân hồi tuyệt vời câu này nó dài nhưng mà nó lý thú tôi xin đọc lại để đi vào cái phẩm quán chúng sanh nhân loại bản chất bản nhất nhân loại bản nhất quần khô lâu chỉ duyên khô lâu ngoạn khô lâu ngoạn xuất quân thần phụ tử điển chương văn vật là bản chất của nhân loại là đóng xương khô đóng xương khô cùng với xương khô lâu ngày cho nên mới sanh ra làm quân thần làm phụ tử mà không biết bao nhiêu điển tích bao nhiêu văn chương bao nhiêu nhạc khúc để mà 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 giới thiệu mà ví dụ mà diễn tả nhân loại thế giới nảy chúng sanh sắc tương thái tức sắc tương ngật sắc tương ngật thành chinh tru sát phạt nhân quả luân hồi thế gian chính là chúng sanh sắc tướng Chính vì sắc tướng Ăn với sắc tướng Mà để làm nên có sự giết chóc Chinh phạt Để mới có nhân quả luân hồi Cho nên cái phẩm này mới kêu cái, Chúng ta là cái phẩm quán chúng sanh Cho nên thưa đại chúng tôi thiết tha với các vị các vị không phải là tín đồ phật môn thì thôi còn nếu chúng ta bằng lòng làm tín đồ phật môn thì chúng ta không dừng nghĩ không dừng nghĩ đến với nhà phật hay đến với nhà đạo chỉ là tụng kinh gõ mõ chỉ là ăn chay niệm phật cạo đầu mặc áo những cái điều kiện đó nó không nhầm nhò gì với cái sự tu hành tu hành của nhà phật sự giải thoát giác ngộ hết bởi vì thành tựu được sự giải thoát giác ngộ của phật muốn dạy chúng ta là phải bồi bổ phải phải nhận định phải đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt lúc đó chúng ta mới luận bàn, mới cười kha khả, rõ được cái đạo Phật. Cái ngưỡng cửa phương tiện mà tụng kinh mà lại Phật mà ăn chay mà cạo đầu mặc áo này nó chỉ là một cái hình thức phương tiện thôi. Nó chưa có nhầm nhò gì với cái sự giải thoát giác ngộ của Đạo Phật bao nhiêu hết. Tối qua mà tôi nằm tôi suy nghĩ Tôi thấy mình Mang nặng cái hình thức cạo đầu mặc áo như thế này Mỗi lần Tới điện Phật phải gõ chuông đốt nhang Phải đắp y Như vậy thì nó chỉ là cái hình thức là hình thức thôi Nếu mà mình không chịu học Phật ngày hôm qua là cái ngày thứ hai là cái ngày nghỉ ngơi của tôi sau một tuần giống như ngoài đời quý gì gọi là ngày ốp ra rồi tôi ngủ một giấc trưa một buổi trưa rất là dài nằm trong cái sự trạng thái an lành ngủ 2 giờ đồng hồ thật sự không phải mà mới ăn mê ngủ đâu nó cũng một phần liên quan là tại vì bắt đầu nó chuyển cái thời tiết cho nên nó thời tiết mà cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa cảm cúm cái mùa bệnh của 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 những người ở bên hải ngoại này. Nó cũng khó chịu. Thì tôi cũng là bằng xương bằng thịt mà. Cho nên tôi nằm tỉnh tọa rồi mình ngủ một giấc dài. Hai tiếng đồng hồ ban ngày có nghĩa là bằng bằng bốn tiếng đồng hồ ban đêm nó gấp đâu vậy cho nên tối qua ngủ không được tới tới hai giờ sáng đọc kinh đọc sách tư duy quán chiếu để rồi giảng cái phẩm này cái phẩm này các vị ráng cố gắng nghe nó tuyệt vời vô cùng vô tận chúng ta nghe và chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta không có cái chuyện gì mà chúng ta phải gọi là là, là 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 chê bai chỉ trích cái tư tưởng đại thừa Phật giáo đó. tuyệt vời ở nói nổi chữ quán thôi tôi nói hồi nãy về cái chữ quán về chúng sanh nó tựa thôi đó quán đây là mình quán chứ bằng cái trí tuệ chứ không phải quan là mình chỉ quan sát những sự vật hiện hữu trước mắt mình mà thôi quán đây là quán quán cái nỗi lòng quán mà cái sự trong sáng màu nhiệm gọi là quán thế âm mà bây giờ mình không quán thế âm mà mình quán chúng sanh vậy thì chúng sanh là cái gì chúng sanh xưa nay á mình 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 định nghĩa là giả chúng dư như sanh cố viết chúng sanh đã gọi là chúng sanh có nghĩa là chỉ chúng là là là, là nhiều là các là nhiều thứ nhiều thứ mà mà cộng thành cho nó mới gọi là là chúng sanh mới gọi là là quan niệm chúng sanh là như vậy mà chúng sanh thì nó có hai loại chúng sanh chính là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình hữu tình chúng sanh là là những cái loài chúng sanh mà à, nói năng cử động đi đứng nằm ngồi di chuyển vô tình chúng sanh là uh, coi như trời trăng mây nước cỏ cây qua lá mình nói chung như vậy là cho chúng sanh đó nó nó chưa có đủ cái năng lực nó phát triển bằng cái sự uh, hình thức như vậy thì nếu nói tới chúng sanh là nó tới nhân loại mà nhân loại vốn là cái bể xương khô mà chỉ vì xương khô chơi với xương khô cho nên mới, 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 mới có cái chuyện mà cha con mà có cái chuyện quân thần mà bao nhiêu văn chương điển tích xưa nay rõ ràng xưa nay bao nhiêu văn chương bao nhiêu điển tích để mô tả để nói lên cái sự vui buồn vinh nhục hơn thua bỉ thử của cái xương khô bởi vì cuối cùng ai cũng chết mà có người nào sống ở trần đời này nhân loại có ai mà sống ở trần đời này mà không chết đâu bởi vì đó là giá chúng duyên nhi sanh cố viết chúng sanh mà cho nên thưa với các vị ơi tôi tha thiết với các vị ráng mà học đạo mà học đạo thì nếu mà học đạo chân thật đó thì thưa các vị là học phải khó nghe còn cái học đạo mà để phục vụ để cho nó vui hỉ hả trong giây lát để mà 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 nó nó gọi là nó nhẹ lòng trong khoảnh khắc đó thì nó dễ nghe lắm. Học đạo mà cái kiểu như tôi giảng như vậy là thưa các vị là khó nghe. Mà phải đòi hỏi cái người học đạo phải có một cái đầu nhận thức tư duy quán chiếu. Mà khi cái đầu mà nhận thức mà tư duy quán chiếu thì cái đầu đó nó nhẹ nhàng về mặt ngã chấp, ngã chấp là nhẹ về cái mặt cái tôi. Còn nếu mà còn cái tôi nặng nề học đạo lý này là học không nổi. Mà một khi mình nhẹ nhàng về cái tôi mà mình không biết mình nhẹ nhàng về cái tôi, thậm chí có nhiều khi người ta tưởng đâu mình nặng về cái tôi cũng được. Thí dụ như tôi giảng gì nè, cái người không ưa tôi họ chửi họ nói cái thằng cha thầy tài đó nó cũng cống cao ngã mạng dữ lắm à. bữa cái đám của thích thông lạc cái vô nó chửi tôi vậy đó nói đụng tới thằng cha thầy hiển dương chân lý này là coi như là đụng tới là ngã mạng dữ lắm à đụng tới là cho sân ầm ầm à đúng mà sân đây không phải sân cho bản thân mà sân bởi cái đám ngu si vô trí cái đám mà dẫm chân một chỗ bởi vì chấp cái pháp hữu và cái thân của tôi không phải cái sân mà để nó cố định ở trong người tôi tam độc thủy bào hư sức một sân khi nào sân khi đặt ra một cái lý tưởng khi nghĩ tới cái tiền đồ phật pháp phải sân chứ mắc chứng gì phải sân ngu si gì mà ngồi đó xanh. cho nên nhân loại xưa nay nó vốn là bãi xương bãi xương khô mà chính vì xương khô chơi với xương khô cho nên nó mới trở thành phụ tử quân thần nhạc khúc điển chương văn vật còn thế gian là gì cái gì gọi là thế gian bởi vì thế gian chính là chúng sanh sắc tướng Chính vì sắc tướng, ăn sắc tướng, cho nên làm nên giết chóc, trinh phạt, nhân quả, luân hồi. Hai cái câu này tuyệt vời quá các vị. Tôi giới thiệu dòng dòng để mà đi vào phẩm kinh này nó tuyệt vời. Cho nên chữ quán, thí dụ như bây giờ quán chúng sanh là tại sao phải quán chúng sanh? Cái phẩm này, cái chương này tên là quán chúng sanh. Tại vì chúng sanh sắc tướng. Mà chúng sanh sắc tướng, cho nên phải quán cái sắc tướng này nó từ đâu Phải sôi rồi phải chiếu sôi nó Để rồi mình mới có một sự cảm thông Có một cái khởi lên cái gì đây Trời nó tuyệt vời cái, cái chương này Cái phẩm cái phẩm quán chúng sanh này Như vậy quán chúng sanh Mà xưa nói Đức Phật nó hãy chúng làm chúng sanh Sắc tướng thì nó không qua bốn trạng thái là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Bây giờ trước mắt mình bước 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 từ từ Bước lên cái bước đầu thử coi Quá vô thường Từ xưa tới nay Từ vua chúa quan lại cho đến thứ dân Có ai khỏi luân hồi chưa Công danh sự nghiệp thân mạng tiền tài Nhà cửa ruộng vườn Vợ con Tất cả đều không không thể qua khỏi cái sự đổi thay tan hoài vì vậy, vậy mà tôi thường nói hai câu mà các vị có nhớ không đó chỉ có vô thường mới là thường nhất chỉ có đổi thay mới không bao giờ thay đổi như vậy mình quán như vậy để chi vậy để mình mới thấy rằng cái trần đời này tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu mà thân quy tới đại bổn dây không? Tài sản vật chất từ con người cho tới uh, vật sở hữu bên ngoài, vợ con tới nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ thuộc 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 là vật chất đó thì thuộc thuộc năm nhà chứ không phải của ta đâu. Tôi gọi là tài thuộc ngã gia, ngũ gia phi ngã hữu thân quy tới đại bổn gia không cái thân này cuối cùng quay về nó không ngoài cái tứ đại này cho nên cuối cùng nó là không mình xét lại bốn đại này có cái nào đại nào thật đâu nó đều là duyên nương gá hòa hợp mà đã thành cái thân này gọi là tứ đại ngũ quẩn hay nói rộng là thất đại quy về một mối như vậy đó nhưng mà mà thật sự nó có nó có chung cùng được chăng nó có tồn tại được chăng mà cuối cùng nó cũng từ cái gốc của nó là dai không cho nên do quán trí như vậy để mình thấy được vô thường mà khi mình thấy được nó là vô thường rồi đó thì sao các vị mình sẽ bớt đi cái sự đau khổ hoặc không còn sự đau khổ còn nếu mình không quán trí mình không thấy được vô thường á, thì mình luôn luôn mình bị đau khổ khi nó có những sự biến chuyển nó có những sự đổi thay cho nên tôi nói nó nó hơi đụng chạm nhưng mà tôi không hề tôi không hề đụng tới đạo tôn giáo khác nha nhưng mà ý tôi nói tại sao bây giờ có một số đạo mà ngay cả hoa kỳ này nè khi có những cái cuộc sống đổi thay đó thì cái tính đồ của những cái đạo đó, một số đạo đó không chịu nổi nó sát súng nó bắn nó bắn người ta hoặc giả nó tự bắn nó nó tự bắn vào đầu nó chết Là tại vì tại vì tôn giáo đó không nhắc nhiều về vô thường mà tôn giáo đó lại nhắc nhiều về cái vị giáo chủ vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đó thí dụ như có một một vài tôn giáo cho rằng là cái đấng chúa tể của họ cái đấng giáo chủ của họ là toàn năng sanh ra quyết định số phận định đoạt ban ơn giáng quả cho họ cho nên khi cuộc đời nó thay đổi đổi thay họ không chịu nổi cho nên họ lấy cái sự chết họ kết liễu cuộc đời họ bằng cái sự chết mà chẳng những đau khổ cho bản thân họ mà họ còn kết liễu nhiều người khác bằng cái sự khủng bố bằng cái sự tàn hại cho nên chúng ta nếu chúng ta là tín đồ nhà Phật thì mai thai đạo Phật giải bước đầu tiên cho người hành giả chúng ta phải biết được cái chân lý vô thường. Quý vị thấy hay không? Khi chúng ta biết được chân lý vô thường rồi, học kỹ chân lý vô thường, chúng ta quán chiếu chân lý vô thường rồi đó. Thì mọi việc gì nó ập tới cho ta đó, ta bình thản mà ta sâu sắc chân lý vô thường nhiều chừng nào thì ta bình thản như cơn gió lướt qua nhiều chừng đó còn nếu ta quán chiếu chân lý vô thường mà chưa sâu sắc nhiều mà chúng ta cũng nghe được ly chân lý vô thường thì chúng ta cũng nhẹ nhàng từng bước từng bước không có chuyện gì phải kết liễu đời mình bởi vì vô thường mà nó cuốn hết tất cả Thời gian năm tháng nó trôi qua nó không dừng nghỉ. Thì có chuyện gì đâu mà mà đau khổ cho tới mức độ mà phải kết liễu đời mình. Cho nên tôi có đề nghị, đề nghị nhỏ là tất cả huynh đệ mà nếu những ai mà bằng lòng học Phật, chấp nhận là đệ tử xuất gia là trưởng tử của Phật, hãy cố gắng học giáo lý cho kỹ, để mình giảng dạy cho Phật tử. Đấy là một điều rất cần thiết. Đừng có đem những cái lặng nhặn lại nhại bởi cái tiến sĩ, thạc sĩ, Buddha, Buddhist gì đó. Mà đi nói tào lao, mía lao trên trời dưới đất. Mà cần nói những cái giáo lý rõ như thế này nè. Mới gọi là cứu khổ độ sanh. Làm thầy chùa, mà giảng giáo lấy nhà Phật không rành. Chỉ biết tụng kinh lặng nhặn lại nhạy ngân nga. Ba câu chuông mỏ kệ kinh. Thật chất nó nó không là nhầm gì với đạo Phật. Đành rằng có câu triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc. Kinh khinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Đành rằng có câu là sáng chuông chiều mỏ để cảnh tỉnh để thúc giục cuộc đời này yêu ái này là danh là lợi là sắc gọi lãi à nhưng mà đó là thành phần phụ thôi thành phần chính là phải giải thích rõ cái nghĩa cho người ta tôi tha thiết chứ tăng ni trẻ ơi đừng đi vũ khỉ người ta ba ba cái lặn nhận lại nhại bởi các chùa bởi gõ mỏ tụng kinh bởi cầu nguyện giang sinh bởi tổ chức đình đám bởi từ thiện từ này kia dẹp yep. nếu ai chấp nhận bằng lòng để có được học phật phải biết đó là phương tiện hạng bét tổ chức cho nhiều bây giờ các chùa tổ chức cái lễ du lan đại đa số tổ chức kiểu lan để rồi cho cái đám ca sĩ kịch sĩ nghệ sĩ nó lên nó nhúng nhảy nó hát ca rồi tổ chức để rồi cho những người ta buôn bán qua để làm kinh tài rồi tổ chức để rồi thu góp bá tánh bộn đạo để làm từ thiện mà từ thiện thật chất ra là từ thiện bỏ túi chứ không phải từ thiện thiệt tâm từ thiện thiệt tâm á, là làm không hề không hề thấy mình có cái từ ở trong đó còn bây giờ từ thiện ngày nay là là cái phong trào phong trào để mua vui với cái đám tà trà dư tổ hậu mua vui để rồi mượn cái 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 sự đau khổ của bá tánh của lê dân phát có một phần quà từ thiện à mà, 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 mười mấy cơ quan đoàn thể biết hết mấy thầy tu mà hướng dẫn cho phật tử như vậy thì tu làm cái gì hướng dẫn từ thiện làm cái gì từ thiện mà mấy thầy thì chạy xe coi như là chạy xe xịn người ta nghèo bá tánh ơi dân người ta khổ người ta muốn đi làm phước mà mấy thầy thì sắm xe một ông hai ba chiếc xe sáu bảy không muốn muốn xe rim xe rim xong rồi bây giờ tay ga tay ga xong rồi bây giờ tới cái gì đó thầy nào cũng hai ba chiếc xe vậy thì từ thiện như vậy từ thiện là cái gì có thiện không mà từ có từ không mà thiện học tu hành không học đạo không dạy đạo cho bá tánh võng đạo chỉ biết vũ khí bá tánh mộng đạo để cất chùa cho to xây cái hoàng cung cho đức phật mà đức phật đâu cần tôi thấy tôi ngày xưa bỏ ngay vàng điện ngọc biết đó là nguyên nhân của đau khổ mà mà ngày nay quý thầy cất chùa nhà quê thì người ta tội nghiệp người ta ở chồi tranh dết lá người ta ăn mắm hút dồi mấy thầy thì cất lâu đài nguy nga tráng lệ tranh nhau mà cất chùa thầy này cắt chùa bề ngang 12 m bề dài 16 m thì thầy kia phải cắt 10 18 m 20 m. Thầy nọ cắt chùa một tầng thì thầy kia phải cắt hai tầng. Thầy nọ làm cái bảo tháp thì thầy kia phải làm cái cái tàng kinh cát. Trời Phật ơi, xương máu của bá tánh của bọn đạo của Lê Dân. Đau khổ vô cùng vô tận để rồi hãnh diện cái trần đời rằng phước báo ta như vậy ta tu như vậy mà ta được cái chùa như vậy để rồi gặp nhau để rồi hi hả để rồi vui cười chứ tăng ngày nay gặp nhau đâu có nghe nói gì đạo lý đâu gặp nhau khoe khoe mẻ tôi được nhà nước mời tôi làm cái chức gì tôi được à, giáo hội à, cử tôi chức gì tôi mua chức gì à, tôi được phật tử ở Canada hứa cho tôi các cái tàn kinh cát à, phật tử à, còn tôi thì ở à, phật tử ở Hồng Kông ở Đài Loan á, biểu tôi ráng à, niệm phật di đà đi là cho tôi xây cái nhà vãng sanh cái chỗ nọ chỗ kia chỗ nọ à, tôi mới vừa làm cái đó tôi định làm là 20 tỷ thầy kia nói ồ vậy là thầy làm vậy tôi cũng đang dự án cái công trình tôi là 40 tỷ Trời Phật ơi Trời Phật Tu hành cỡ đó là tu hành Cái kiểu gì Cái thứ nó nghèo rớt mồng tơi Ở ngoài xã hội Chạy vô chùa để rồi cắt cái chùa cho đẹp Rồi để làm từ thiện Nói tôi bữa nay tôi đi làm từ thiện Trăm phần, hai trăm phần, năm trăm phần xây bao nhiêu cái cầu, xây bao nhiêu à, cái đoạn đường mét vuông đường à, xây đường mà thật sự ra có cái gì của mình đâu? gom góp quá tánh bổng đạo, rồi gom góp những cái đám mà nó ăn ăn nó nó hút máu nhân dân đó, rồi đi rồi để rồi rồi cầu danh cầu vị mà nói của mình chứ của mình đâu? cho nên thầy chùa không khéo là quả báo nó nặng nề lắm ạ. À. Tôi nói như vậy có phải tôi ghét mà tôi nói không? Tôi nói như vậy có phải tôi ganh tị, tôi không làm được việc đó mà tôi nói không? Các vị thử suy nghĩ cái. Không hề ganh tị với ai. Nhưng mà vì cái tiền đò Phật Pháp, để rồi rồi cho bớt đi những con người hiểu lầm cái đạo Phật là như vậy mới là đạo Phật. Tôi có mấy ông đệ tử, biểu đi học, không đi học, nó thôi giờ con lớn tuổi rồi học nổi con tu hả à. thôi tu cái gì nói giờ con tụng kinh con tu con tụng kinh để con cầu nguyện cho 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 phật 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 nhật tăng quy cho thế giới hòa bình trời phật ơi nếu tu kiểu đó khỏi cần mấy thầy tu tu mà để cầu nguyện kể để, để tụng kinh cầu nguyện thì thì vậy như vậy thì ông phật ngày xưa ông ngồi ông tụng kinh ông gõ mỏ ông cầu nguyện mà phật đâu có biết cái mỏ là cái gì rồi nó nảy sinh ra tôi nói nó thật sự là cái đám tu ngày nay nó đủ kiểu cho nên nhiều khi tôi đau lòng mà tôi không biết Cứ bằng ngửa mặt lên trời thì trời không thấu mà cúi mặt dưới đất thì đất không hay nó không được than giảng như ai đây tu mà để tụng kinh mới gọi là tu lại phật mới gọi là tu thậm chí nhập thất mới gọi là tu hiểu như vậy là cạn cợt quá thành ra à, tụng kinh nhiều cho nên ngày nào cũng cầm điện thoại alo phật tử về tụng kinh nghe rồi riết rồi đó, vợ nó bỏ chồng con nó, 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 nó uh, bỏ cha riết rồi gia đình ly tán luôn rồi mấy cái bà nó sồn sòn chồng thì đi cài muốn chết. Vợ thì nghe ông thầy vũ khỉ đi về để tụng kinh. Cho nên không nấu cơm, nấu ra nước cho con cái chồng nó nổi ghen, nổi tương, nó đánh, nó đập. Bên Mỹ thì không được, không đánh đập được chứ. Xem mà sách súng bắn cho, cho, cho nát đầu vợ. Tội lỗi biết là ngần nào. Cái đám tu sĩ như vậy tu là cái gì? Cho nên tôi nói các vị tu hành không phải ở chỗ là tụng kinh là lại Phật là nhập thất. Nếu nói nhập thất là tu thì cái đám mà nó làm tội nó vô tù trung thân đó vậy là nó tu sao? Nhốt vô nó bốn vách tường nó tù trung thân đó vậy là nó tu sao? Mà nói rằng là là lại Phật là tu thì thì vậy như vậy là mấy cái người nghèo nó cuốc đất quanh năm suốt tháng thì nó không tu sao? Cho nên tôi nói các vị tôi nói vậy là tôi biết tôi mất lòng nhiều lắm. Mất lòng, mất lòng. Mất bạn bè, mất đạo hữu nhiều lắm mà tôi phải nói. Bởi vì quá đau lòng. Mà trong đó có đám học trò tử đệ của tôi. Nó tu như vậy là cùng thứ. Hiểu như vậy là cạn cợt, là phí bán đạo Phật. Là cha đạp thuê lương mà mở miệng tôi nói cái này thôi giờ con lo con tu à, à tu cái thổi tu, tu cái gì để giờ con tụng kinh là con tu, trời phật ơi tụng kinh là tu quá à sao? cho nên tôi nói vấn đề á, vấn đề tu á, trước hết là phải quán, mà hay nói khác hơn là phải nhận thức vô thường, khổ vô ngã bất tịnh nếu mà không nhận thức được cái đó đó là không bao giờ diệt trừ được phiền não vô minh đó cho nên tôi nói rõ cho các vị như vậy thì bây giờ các vị nào đang là học trò đang là quyến thuộc đang chấp nhận bằng lòng nghe tôi đang chia sẻ đây thì bữa nay khẳng định điều đó lại một lần nữa tu là phải quán phải sôi rồi cái trí tuệ quán chiếu bạn thấy rõ trước mắt là thấy cuộc đời này nó vô thường, khó vô ngã bất tịnh, đi cái đã. Để chi vậy? Để chúng ta diệt trừ bớt đi cái phiền não vô minh cái đã. Tu mà không diệt trừ được phiền não vô minh là cái thứ đó là làm danh Phật Pháp. Là bán bổ là sư tử trùng thịt sư tử nhục. Cho nên tại sao người xuất gia tu hành là phải phải miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư nội cần các niệm chỉ công ngoại quần bất tranh chỉ đức người tu hành mà còn bà ngoại bà nội còn cha còn mẹ còn anh em còn lục thân quyến thuộc nay là dỗ mai là quải bữa kia là đám hỏi bữa thọ thôi nôi bữa kia đầy tháng là cái thứ đó không có tu hành được con khỉ khô gì hết trơn á tu hành là phải phải cắt ái từ sơ thân bởi vì tu hành là lấy chúng sanh làm quyến thuộc cha mẹ đâu phải một đời cho nên như vậy mà tại sao người tu là phải trước tiên là phải 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 thế bác bẩm sư nội cần các niệm chi công ngoại quan bất tránh chi đức tu hành mà để làm làm từ thiện để là để lấy cái bằng bằng của người này bằng của người kia tu hành mà để rồi chỉnh chè tôi nói cái đám cái đám tu sĩ bây giờ là, tôi nói thiệt là toàn là 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 những cái thứ cống cao ngã mạng mới chạo đầu mặc áo chưa đầy hai ba năm kêu phật tử đáng tuổi bà đáng tuổi mẹ bằng con trời ơi là trời ơi Người ta gì kính cái đạo Người ta thấy cạo đầu mặc áo Người ta cung kính Người ta kêu bằng thầy bằng sư cô Người ta xưng con Đó là con đối với một cái đoàn thể tam bảo Chứ đâu phải con với bản thân người đó Mà cái đám tu sĩ ngày nay nó tu cái kiểu gì mà vậy đó nó, 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 nó thứ đầu trộm đuôi cướp đá cá lăng dưa mới vô cạo đầu mặc áo hậu vàng thôi là là chú tiểu thôi mà dám kêu bá tánh bổng đạo bằng bằng con rồi Tôi nói các vị là Phật tử phải mạnh dạn tẩy trừ những cái tên khốn kiếp đó. Đó là những tên khốn nạn. Nó làm cho băng hoại Phật giáo. Cho tôi, tôi, tôi nghe thầy nào mà mà xưng với bá tánh bổn đạo mà mà mới tu mà xưng bằng con đó. Tôi đây nè, hai mươi mấy năm tùy kheo đây nè. Mà cái người mà lớn hơn tôi tôi không dám xưng thầy cơ. Sợ vậy có khi xưng tiếng thầy là xưng đối với những người đã đáng con mình nó đáng kìa em út mình mình kêu gì mình xưng vậy cho nó vui mà có khi còn mắc cỡ muốn chết cái thời nào đá cá lăn dưa đầu trộm đuôi cướp nghèo sơ nghèo sát chạy vô chùa cạo đầu mặc áo kêu phật tử bá tánh môn đạo xưng thầy kêu con tôi nói ngày nay nó tu nó không có giữ cái đức đâu Nên nó tu danh, tu lợi, tu để có chùa to Phật bự, tu để có có chức tước quyền tởi, tu để để cho khoe với, với trần đời rằng là tôi nhờ cạo đầu mặc áo vô chùa cho nên bá tánh bổn đạo lai tôi. Đi đâu dẫn theo lòn toàn mấy con mẹ già để hầu hạ, để cơm dân nước rót để tỏ vẻ trần đời ta ngon. Rồi mấy ông thầy trẻ bây giờ bó tay luôn, tôi nói hết ra quỵt tẹt ra như vậy để cho 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 bá tánh bổn đạo những người có cái tâm tu cái tâm học đạo rõ ràng đó là tôi nói về cái khía cạnh người xuất gia còn cái đám cư sĩ tại gia cũng vậy nữa nó đọc được ba bốn quyển sách thiền đọc ba bốn quyển sách gì đó là bắt đầu nó coi như nó là thánh rồi nó coi mấy thầy không ra gì nó không biết thượng tôn tôn tri tật tự không biết đâu là kẻ à, tu hành đâu là người xuất gia đâu là người tại gia tôi nói là tôi nói hết tôi không từ ai hết nó càng đọc sách mà nó không có thầy khai mở á, thì nó càng vô minh hắc ám Tôi thấy mấy cái tên mà 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 cư sĩ mà gọi là Phật tử háo danh á, nó đọc ba cái bì bỏm dài cuốn sách thiền, dài cái cuốn luận giải gì đó là nó nghĩ là nó là ông, ông thánh rồi đó. Xem thường tăng bảo rồi đó. Không chịu học đạo. Cho nên nói là cái nào đó là những cái loại độc hại, những cái vi trùng trong Phật pháp từ cái đám xuất gia cho tới đám tại gia. Vì vậy mà tôi nói là học phải học đạo Mình tu hành đã gọi là Phật tử Gọi là tín đồ Phật môn Phải học đạo thì mới biết đường để mà hành đạo Để mà sống đúng với đạo Bây giờ đi vào chánh văn một chút rồi Để nói riết rồi chúng nó chửi <laughs> Mà tôi không giờ thì tôi không sợ nữa nha Tôi nói đây là tôi nói cho quyến thuộc Những ai có cái tâm ý Nghe chơi Để tu chơi để có cái sự trí tuệ giải thoát giác ngộ vậy thôi. Còn cái đám mà 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 ngã mạng, mà cống cao, mà háo danh, mà vô thật đó thì cứ diệt tất thuyền sang bên khác. Có nhiều khi tôi suy nghĩ tại sao mà mình giảng bao nhiêu cái video, bao nhiêu cái kinh điển, tại sao mình không nói nhẹ cho người ta thương mình, mình nói nặng chi cho người ta ghét người ta? Tôi nhiều khi tôi nghĩ vậy, tôi có nghĩ điều đó chứ tôi đâu phải là loại vô tri mà tôi không biết nghĩ. Nhưng mà tôi nói là lỡ rồi Đã bước lên con đường thẳng thừng Cho nên là không có không có xuống được Leo lưng cọp là không có xuống Bây giờ lỡ ai ghét ghét luôn Dược y bất tử bệnh Phật quá hữu duyên nhân Thuốc mà mà có cứu người được là cứu cái người chưa có tới số chết. Còn Phật mà có độ được là độ người có duyên. Chứ không có cần sợ ai thương ai ghét nữa trơn trội á. Tu hành mà còn sợ thương sợ ghét là cái thứ đó nó còn lệ thuộc trong cái chỗ mà ăn mặc ở ngủ y á. Nó còn lệ thuộc trong cái 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 chỗ mà 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 cúi đầu nô lệ bởi bởi những cái thứ vật chất chứ còn mà tu hành mà 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 bằng lòng với ăn mặc ở ngủ thở tự tại hồn nhiên rồi là không có cúi đầu sợ ai thương ai ghét hết trơn á. Cho nên thầy chùa nào mà còn sợ người ta ghét còn thích người ta thương là thầy chùa hạng bét Thầy chùa đó chưa phải là thầy chùa đệ tử xứng đáng của Đức Phật. Tổ sư Quyền Giác nói đó. Hoặc thị, hoặc phi, nhân, bất thức, thuận hành, nghịch hành, thiên mạc trắc. Người tu hành có những cái việc làm, có lúc có bị, bị được người ta khen, có lúc bị người ta chê là chuyện bình thường. Cái thứ khen, và thứ chê đó là cái thứ không ra gì đâu. Không biết là gì đâu. Còn việc làm mà thuận hay nghịch trời còn không biết mà. Trời ơi, học mấy triết lý này nó đã quá các vị ơi. Cho nên tôi bây giờ cái triết lý này là đòi hỏi là cái trình độ cao mà trình độ cao là phải có cái tư duy tu ra cái, cái, cái trình độ mà cỡ như dược sĩ mà bác sĩ mà kỹ sư mà luật sư mà cái thứ mà bắt cộng mà nó ngạo mạn cống cao nó nghĩ là nó có học hiểu biết là cái thứ đó là cũng là cái thứ ăn cấm, ăn cắm xấu ăn bả hèm thôi chứ không phải trình độ cao là có cái bằng cấp học vị cao là bác sĩ là dược sĩ là y sĩ là luật sư là thạc sĩ là hiểu được đâu cái thứ đó là cũng là bưng bô cũng dùi nước cũng 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 công danh cái thế thôi cái thứ mà không nghĩ được công danh cái thế màn xương sớm không thấy được phú quý kinh nhân giấc mộng dài đó thì cũng chẳng làm được gì cho đạo phật đâu tuyệt vời lắm trời ơi tôi nói học đạo phật tôi nói rồi tôi chết tôi cũng vừa lòng nữa học đạo phật là phải 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 lấy kinh phải phải thấy công danh phú quý màn xương sớm công danh cái thế màn xương sớm phải thấy phú quý kinh nhân giấc mộng dài có nhiều cái tên nó vô chùa tự phe mình là trí thức nếu tôi là thạc sĩ à, à tôi là dược sĩ tôi là bác sĩ à, à thời việt nam cộng hòa bây giờ đây là tôi là thành phần trí thức à mà trí thức cũng chẳng làm gì được đối với đạo phật đâu mà phải trí tuệ đạo phật gọi là duy tuệ thị nghiệp Đạo Phật là phải nhìn xa trong rộng Phải quán chúng sanh như thế này Mới gọi là thành phần của Đạo Phật Trời ơi bài giảng bữa nay nó tuyệt vời vô cùng Đối với những ai có trí muốn bồi bộ trí tuệ Còn bài giảng bữa nay nó trở thành một sự sân hận Đối với những kẻ ăn bả hèm ăn cắm xấu Với những kẻ ham công danh ham cái thế Ham mùi phu quý mà đâu có biết rằng phú quý là bá đỉnh chung nó mùi phú quý như là làng sa mã bả vinh qua lừa gã công khanh đất nam kha khéo bất bình mà giật mình tỉnh thức thấy mình tại không đâu cho nên tôi nói thật các vị là tôi tôi bằng lòng với cái cách giảng của tôi giàu có ai nói xiên nói xỏ ai có ghét nhơ ai có đả mà tôi mà tôi vẫn chấp nhận dầu ai đó có 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 chửi bới có công kích tôi nhưng mà tôi nghĩ rồi cũng còn người nào đó hiểu được thương tôi vì một cái lý tưởng chứ không phải mà nói nói cái kiểu mà mà chơi chơi bây giờ vô một đoạn văn rồi nghĩ để thôi các vị nói nói nãy giờ chưa vô cái tựa hồi nãy giờ là tôi chỉ giải thích cái tựa của bữa nay là quán chúng sanh thôi nha tôi xin nói trở lại chữ quán đây là sôi rội là tư duy là quán chiếu bằng cái trí tuệ Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng đối với chúng sanh Bồ Tát quán chiếu và thấy như thế nào? Ông Di Ma Cật nói Bồ Tát quán thấy chúng sanh như nhà quyển thực, thấy người quyển do quyển thực mà quá ra lại ví như người trí thấy trăng trong nước như bóng trong gương như sóng nắng lúc trời nắng gắt của ngày hè như vang của tiếng như mây trong không như bọt trên mặt nước như bong bóng dưới cơn mưa như sự bền chắc của cây chuối như sự dừng lâu của tia chớp lưng trời như đại thứ tám như ấm thứ sáu như nhập thứ mười ba như giới thứ mười chín Trời à, đất ơi, Phật ơi, nó tuyệt vời làm sao? Không <laughs> như mà cả cũng trả lời với Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù hỏi rằng kia là là đối với chúng sanh thì Bồ Tát quán chiếu và thấy như thế nào? Không như mà cả nói là Bồ Tát quán thấy chúng sanh như nhà quyển thực, như người quyển do quyển thực mà quá ra. vì nó không thật. Chúng sanh nó không thật. Nó là giả chúng duyên Như sanh, cố viết chúng sanh do các chúng duyên mà gom lại mà hình thành nên gọi là chúng sanh nó không thật chứ hồi nãy tôi nói là là xương khô kết với xương khô để trở thành phụ tử trở thành quân thần để mà có sự lưng hồi đó để mà viết ra không biết bao nhiêu văn khúc bao nhiêu uh, tích tuồng bao nhiêu bút mực để diễn tả cái thế giới nhân loại này như vậy là người trí thấy chúng sanh ví như thấy chúng sanh không phải là thấy chúng sanh bên ngoài mà kể cả chúng sanh của mình đây mình cũng là chúng sanh đây chứ không phải nói vậy là mình nhìn thấy người bên ngoài nha chúng sanh đây là trong đó là có mình ở trong đó ở đây à, cho nên thân như mộng quyển không trung vật sắc mà tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc tùng sanh chế lão nhất vô sở đắc cái bài minh tuyệt vời của 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 ngài linh hữu quý Sơn thân này như nhà mộng thân này nó như nhà mộng nó có gì thật đâu nó như vật sắc trong không trung trong không trung làm gì có một cái vật nào mà chứa được trong không trung như vậy nó không bền chắc như vậy mà thấy người trí thấy trăng trong nước trăng trong nước thì người trí đâu có dạy mà thấy nó biết nó là thật đâu trăng trong trên trời kia còn chưa vối tới hà huống trăng trong nước cho nên người người nào mà chỉ có người điên nó thấy ánh trăng nó mới nhào xuống nó, nó nó nó, nó chụp nhào xuống nước để nó mò trăng cái thứ mò trăng như đáy nước là cái thứ đó men trồ thứ đó điên rồ còn người trí ta thấy trăng như đáy nước là ồ đây là hiện tượng duyên khởi đây là hiện tượng duyên sanh. Người trí thấy trăng trong nước như bóng trong gương. Bóng trong gương thì thì, thì các chị hiểu tự suy nghĩ. Như sóng nắng lúc trời nắng gắt của ngày hè. Như vang của tiếng. Như mây trong không như bọt trên mặt nước. Bọt trên mặt nước. Làm sao mà ta vớt bọt nó được. Như bong bóng dưới cơn mưa. Trời Phật ơi đưa ra những cái cái cả cái hiện tượng này cái mình đọc cái mình ngộ liền vậy đó phải không các chị còn người nào không ngộ là tôi, chịu thua đó tôi bái bay luôn <laughs> nhưng sự bền chắc của cây chuối cây chuối làm gì có sự bền chắc mà mình thấy mình tưởng nó bền chắc chứ mình chắc cây chuối chứ mình lột coi lột riết lột riết lột riết không còn gì hết trơn như vậy cuộc đời này nó là như vậy nhân loại nó là như vậy chúng sanh nó là như vậy đấy như sự bền chắc của cây chuối như sự dừng lâu của tia chớp lưng trời như đại thứ tám bởi vì con người chỉ có bảy đại thôi địa thủy quả phong không kiến thức cái đại thứ tám không có như ấm thứ sáu con người này vạn vật này ngủ ấm thôi sắc thọ tưởng hành thức thôi chứ đâu có thứ, thứ cái cái bảy đâu sáu đâu đâu có cái sáu có năm mà ngủ ấm mà như nhập thứ 13 ba tại vì có sắc thân hương vị xúc pháp nó cộng với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu sáu là 12 hai chứ làm gì có 13 ba ba lấy đâu mà nó gọi là cộng vô được như giới thứ 19 chín vị sắc thân hương, vị xuất pháp cộng với à, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó nảy sinh ra nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức Vậy là ba cái sáu này cộng lại với nhau chỉ có 18 tám chứ làm gì có 19 chín Bồ Tát quán chúng sanh như thế, lại nữa, Bồ Tát quán thế chúng sanh như sắc chất trong cõi vô sắc. Sắc trong cõi vô sắc. Đã là vô sắc rồi thì làm gì có sắc ở trong đó. Như mầm của thóc rang. Cái, cái 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 cái, lúa mà đem đi rang rồi thì làm sao nảy mầm được mà gọi là cho nên đây là những đưa ra những cái minh chứng để nói rằng chúng sanh trần đời này nó không có thật. Như thân kiến của người được quả tu đào hoàng cái người mà đắc được quả tu đào đà hoàng thì người đó phải phải đoạn trừ đã là đã là vượt qua được cái kiến tư hoạt thì có dầu có đã tu đà hoàng rồi thì còn gì thân kiến thân kiến còn gì đối với người tu đà hoàng nữa như sự nhập thai của người được quả là hớn a à, la là hớn là vô sanh rồi làm gì có sự nhập thai như tham sân si của bồ tát được chứng pháp vô sanh nhẫn bồ tát mà đã tới vô sanh nhẫn thì làm gì có tham sân si như phiền não tập khí của phật đã gọi là bậc giác ngộ đã gọi là như lai thế tôn làm gì có phiền não như sự thấy màu sắc của người mù người mù sao thấy được màu sắc như dấu dấu chim trong hư không hư không làm sao lưu được cái dấu chim như con của thạch nữ như phiền não của quyển nhân như chim bao lúc thức như lửa trong khói vân vân trò đưa ra những ví dụ nó tuyệt vời làm sao đó các vị ơi mà phải quán chiếu thôi Bồ Tát quán thấy chúng sanh như thế thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bây giờ tôi giải thích một chút nữa đây. Chúng sanh không riêng gì loài hữu tình mới gọi là chúng sanh. Với Phật Pháp tất cả vạn loại vô tình cũng là chúng sanh. Dưới tuệ nhãn của một đại sĩ qua sự quán chiếu của mình Bồ Tát thấy chúng sanh như người quyển, như trăng trong nước, như sóng nắng trưa ngày hè, như vang của tiếng, như mây trên không trung, như bọt trên mặt nước, như bong bóng với cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp, như đại thứ 8, ấm thứ 6, nhập thứ 13, giới thứ 19, tôi đã phân tích rồi, bây giờ tôi chỉ gom lại thôi. Tất cả những thứ đó, ý muốn nói đó là những thứ không có không hề có từ trước tới nay và từ nay về sau cũng vĩnh viễn không có. Tại sao nó không có? Bởi vì nó là duyên sanh. Như vậy đi theo con đường Phật, đi phải làm theo lời Phật dạy thì phải quán chiếu như vậy. Phải thấy rõ như vậy. Nếu như chưa quán chiếu là nhận biết thực hành ý thức như vậy thì sự giác ngộ chỉ là phần nhỏ mà thôi. Quán chúng sanh sắc ở trong vô sắc mầm ở trong hạt thóc rang thân kiến của tu đà hoàng đầu thai của a na hàm tam độc của a la hán tham sân si của bồ tát phiền não của phật sự thấy sắc của người mù dấu chim trong hư không con của người thạch nữ sự phẫn nộ của quá nhân chim bao lúc thức tất cả những thứ đó chỉ là những thứ có danh mà không hề có thật bồ tát quán chúng sanh như tất cả những thứ đó Thế thì qua tuệ nhãn của Bồ Tát, tất cả chúng sanh có nhưng không thật có, vì nó không trường cũ, không bền chắc. Nó chỉ là một hiện tượng, nó là hiện tượng trong vô vàng hiện tượng của vạn pháp mà thôi. Do vậy, trước nhãn quan của đại sĩ, vạn pháp giai không, cho nên chúng sanh cũng không có thật. Bồ Tát Văn Thù mới hỏi, Bồ Tát đã khởi quán chúng sanh như vậy thế còn hạnh từ bi của Bồ Tát phải thực hiện hạnh từ bi của mình đối với chúng sanh bằng cách nào? Thì Ngài với Ma Cật mới trả lời Bồ Tát khởi quán như thế rồi tự nghĩ rằng ta sẽ vì chúng sanh mà nói Pháp như thế đó là hành chân thật từ. Tiếp đến Bồ Tát vận dụng hành tịch diệt từ biết rõ các Pháp nó vốn không sanh hành bất nhiệt từ không để cho phiền não sanh khởi trong lòng hành bình đẳng từ với quá khứ hiện tại vị lai thời nào tâm cũng bình đẳng hành vô tránh từ không khởi ý tranh cãi thị phi hành bất nhị từ cắt đứt ý phân biệt ngoại cảnh nội tâm hành bất ngoại từ biết rõ tánh rốt ráo không của tất cả các pháp hành kiên cố từ Tâm thâm tính chánh pháp không gì lai động nổi. Hành thanh tịnh từ, biết rõ tính của vạn pháp. Vốn thanh tịnh, hành vô biên từ tâm rỗng lặng cởi mở như hư không hành la hán từ đề cao cảnh giác quá giải hết những phiền não cách xử hành bồ tát từ sẵn sàng đem lại mọi yên ổn hạnh phúc cho chúng sanh hành như lai từ thể nhập cái tướng của vạn pháp hành phật đà từ đem hết cuộc đời mình truyền bá tư tưởng tỉnh thức giác ngộ cho chúng sanh hành tự nhiên từ biết rõ quả sở chứng không hề có sở đắc hành bồ đề từ biết rõ tất cả giáo pháp phật chỉ có một vị đó là vị giải thoát hành vô đảng từ cắt đứt trọn vẹn các ái tưởng nhiễm tâm hành đại bi từ dắt dẫn mọi người vào đại thừa đạo hành vô yểm từ tâm luôn luôn trụ trong quán trí vô ngã và không hành pháp thế từ không giấu giếm chúng sanh về sự hiểu biết chánh pháp của mình hành trì giới từ sẵn sàng giúp đỡ cảm hóa những ai phạm giới hành nhẫn nhục từ giúp đỡ người khác như giúp đỡ cho chính ta hành tinh tấn từ là gánh vác trọng trách giáo hóa chúng sanh hành thiền định từ là không đam mê vị khinh an của thiền định hành trí tuệ từ là luôn biết biết, biết thời, biết tà biết chánh hành phương tiện từ là tất cả những thi vị hành động đều làm việc thể hiện hành vô ẩn từ là tâm lúc nào cũng trật và luôn luôn thanh tịnh hành thân tâm từ dù hành các hạnh mà không có tập hạnh hành vô cuốn từ không làm những gì có cái tính dối gạt phỉnh phờ hành an lạc từ bằng mọi cách khiến cho mọi người thọ dụng được cái an vui của Phật của Phật đạo tuyệt vời quá wow, các vị ơi thôi chắc tới đây là nghỉ đi rồi 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 thứ uh, thứ năm học tiếp để biết được cái chủ hành này nè cho nên cái pháp đó tuyệt vời cái cái phẩm này là tôi cái chương này là tôi tâm đắc chứ không thôi nghĩ là vừa để rồi thứ năm tiếp cái chỗ này nè một hồi tôi tạm đăng tới đăng trên màn hình đăng trên cái cái bài giảng tới cái đoạn này các vị chịu khó đọc tới đọc lui bằng cái sự tư duy sâu sắc của mình Và lúc đó các vị cảm thấy nó, nó nhẹ vô cùng nó an lạc vô cùng Thôi chúc lành đến toàn thể các vị ở hải ngoại thì một ngày mới nhẹ nhàng khinh an ở quốc nội thì giờ này phủi chân lên giường ngủ có nhiều sự an lạc để rồi chuẩn bị sáng mai thức dậy đón ngày mới vô cùng thảnh thờ thứ năm chúng ta gặp lại